Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và hôm nay thì một buổi chiều của Hà Nội, một buổi chiều vừa mưa dông xong. Vâng, một buổi chiều rất là oi ả nhưng vừa mưa dông xong nên cũng rất là mát mẻ, cho nên là em cũng xin phép giới thiệu đến cho các bác một cái bộ combo. Giá thì cũng rất là mềm. Vâng, em xin giới thiệu sản phẩm thứ nhất, đó là sản phẩm PA203N Gold của Jaguar. Vâng, các bác có thể nhìn thấy Jaguar đây. Và có nút low LED ở đây. Các bác nghe nhạc nó cực kỳ là hay luôn. Đây, đấy, các bác có thể thấy nghe nhạc nó cực kỳ nảy luôn. Và tiếng mic thì nó rất là dẻo dai nhá các bác nhá. Tiếng mic thì nó rất là dẻo. Tiếng mic nó quyện với nhạc và tiếng echo nó dẻo cực kỳ luôn. Chúng ta hát nó cực hay luôn. Đấy. Và các con trở của nó thì con trở toàn là những con trở 5 vành màu. Đấy. Và em cũng đã có review ở trên kênh cho các bác xem rồi. Và sản phẩm thứ hai em muốn giới thiệu đến các bác, đó là dòng sản phẩm mic không dây Wewood. Wewood và có model là M8+. Và đây là mã QR của wewoodaudio.com. Và khi chúng ta không sử dụng, chúng ta để yên thì mic nó sẽ tự động nó tắt, tự động nó sẽ không sáng tai mic nữa. Và khi chúng ta cầm vào thì nó sẽ sáng. Đấy. Thì chế độ tự động ngắt nghỉ của nó rất là hay và rất là tiết kiệm pin. Đấy, tay mic các bác có thể nhìn thấy rất là chất. Và ở trên chụp mic đây thì được làm bằng thép không dỉ và vòng tròn khuyết ở đây chống lăn. Đấy. Và đây, sản phẩm thứ ba em muốn giới thiệu đến các bác, đó là chiếc FX Audio Tuber 03E này thì có thể chạy được Bluetooth, chạy AUX1, AUX2. AUX thì các bác có thể cắm dây AV và các bác có thể cắm dây tai nghe vào đây ạ. Đây ạ, đường dây tai nghe vào đây. Đấy. Và đây là đường cổng vào của dây giác hoa sen, đều được mạ vàng 18 carat. Và đây là anten của Bluetooth. Và hiện tại bây giờ em đang chạy qua Bluetooth này. Đấy. Và sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến các bác, đó là chiếc BMW CS1000C. Vâng, đây các bác có thể nhìn thấy, đây là hàng Trung Quốc loại 1 nha các bác nhé. Đây không phải là hàng bãi hay là hàng zin hay là hàng xịn của BMW, mà đây là hàng BMW Trung Quốc, hàng loại 1. Vâng, và với bộ combo này thì các bác hát karaoke hoặc các bác nghe nhạc nó cực kỳ là nó hay. Và các bác cũng vừa được nghe một đoạn nhạc từ bộ sản phẩm này. Và bây giờ em sẽ hát thử nhá. Các bác được nghe nhạc rồi. Và bây giờ em sẽ hát thử cho các bác cùng cảm nhận là bộ combo này nó có xứng đáng với những đồng tiền mà các bác bỏ ra mua hay không. Đi. Dạ vâng. Vâng, bây giờ em sẽ hát thử cho các bạn nghe nhé. Yêu nhau tuổi thơ ấy, tôi viết bài thơ tặng người. Khi cuộc tình lên ngôi, say đắm thiên đường, dệt màu mưa tôi chung chung đôi. Ngỡ yên vui ngờ đâu được hoa hồng pháo tươi. Em về vui duyên mới. Em đi bỏ lại tôi, cài đi đắng vẫn thơ ngậm ngùi. Thơ đậm ngọt mê cay, lên máu tim mình. Đời buồn như những cơn say.
khói thương từ từng đêm dài tối đô đốt cháy ôi tình sâu khôn nguôi. Hỡ say tôi ra bán vẫn thơ say tôi vẫn thơ mua những giọt rượu cay những thơ chẳng ai mua hạt thơ bên hiên đời chiều mưa thơ ban sạch cho người rồi mưa xuôi xuôi mưa rơi ban hết thơ rồi càng lại nỗi đơn côi biết chẳng em và thơ lặn lên hồn tối đó mất hết rồi tôi còn gì em ơi. À đi 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 một hai hai sáu bảy thơ say tôi ra bán vẫn thơ say tôi vẫn thơ mua những giọt rượu cay nhưng thơ chẳng ai mua hạt thơ không người nghe vì thơ say bên hiên đời chiều mưa thơ ban sạch cho người mưa xuôi xuôi mưa rơi ban hết thơ rồi càng lại nỗi đơn côi biết chẳng em và thơ là linh hồn tối đó mất hết rồi tôi còn gì em ơi biết chẳng em và thơ là linh hồn tối đó mất hết rồi tôi còn gì em ơi biết chẳng em và thơ là linh hồn tối đó mất hết rồi tôi còn gì em mơ. Dạ vâng, kính thưa các bác, thì vừa rồi em cũng đã hát cho các bác nghe thử một đoạn bài hát và các bác cũng đã cảm nhận được rằng là cái bộ dàn karaoke này nó hay và nó chống rú rít nó cực kỳ là tốt luôn, bởi vì những dòng PA203 Gold này được các kỹ sư của bên Hàn Quốc người ta cải tiến lên rất là nhiều. Người ta đã cải tiến lên rất là nhiều rồi về hệ thống chống rú rít mic, mà còn có những nút low net đây để cho chúng ta nghe nhạc rất là hay nữa. Dạ vâng, mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Và các bác hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Dạ vâng, một lần nữa em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo ạ.